Chào tất cả mọi người đến với Đá Quý Thịnh Vượng. Vâng, hôm nay em giới thiệu lại tất cả các bác hai cụ di nạc Sapphire xanh. Cụ này hơn 100 carat. Sapphire xanh ấy. Sapphire thì độ cứng bằng 9 như các bác nhé. Chất rất chi là đẹp. Sapphire năng lượng rất cao. Cái này mà bọc vàng, bọc bạc vào thì quá chi là đẹp nha các bác nhé. Tạc rất có hồn nha. Nụ cười rất hoan hỉ. Hai cụ gì nào. Bác nào cần thì cứ liên hệ với em nhé. Qua số điện thoại 0985 431 737. Sinac Sapphire. Hàng này tự nhiên 100% nha các bác nhé. Không xử lý bất cứ cái gì cả. Chưa xử lý cái gì cả. Tạc rất có chi, có hồn. Nụ cười viên mãn. Hoàn hỷ. Anh em chị em nào có nhu cầu giao lưu đá quý cũng như là kinh nghiệm của mình thì đăng ký kênh ủng hộ kênh và góp ý ạ.